Sáng ngày 14 tháng 9, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Trường Chính trị tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ngắn hạn dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đến dự lễ có bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia lớp học có 40 học viên là phóng viên, biên tập viên của hai đơn vị, Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong 5 ngày, học viên sẽ được học tập và nghiên cứu các chuyên đề, giá trị sức sống của chủ nghĩa Mác Lênin và các vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và sự vận dụng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Cúc nhấn mạnh, đây là lớp học có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ người làm báo của tỉnh. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ, tích cực trao đổi, làm rõ những nội dung học tập sau mỗi chuyên đề để củng cố kiến thức, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác.